Lập ơi, em chơi võ Vovinam bao nhiêu năm rồi? Hiện nay em chơi được 9 năm rồi chị. Em đang là đai vàng hai gạch của Vovinam. Thì chị đấu được đâu chưa? Em được một giải huy chương vàng đối kháng Vovinam của năm 2013. Hoàng ơi, em có biết đối kháng là gì không Hoàng? Dạ là đấu trực tiếp á. Dạ. Mặt đối mặt em á. Em có biết huy chương vàng là sao không Hoàng? Dạ là đánh sấp mặt em luôn. Dạ là đánh sấp mặt em luôn. Sấp mặt em luôn. Đúng rồi, là hạ gục hết để người ta lấy cái huy chương vâng. Đó Hoàng hả? Không phải là do em đơn giản mà em không để hình nền hay là không xẻ ốp lưng gì hết, nhưng mà mấy ngày trước em mới vừa mất điện thoại á, không có. Em ơi em đừng có buồn, chút nữa chị gửi. Chút nữa chị gửi hình cho em up lên. Chút nữa chị gửi hình cho em up lên. Sao trời ơi, tôi tưởng gửi cái điện thoại cho người ta xài. Chị gửi cho cái hình làm thay hình nền. Cái hình nền chứ đẹp thôi. Còn Ngọc Trâm, bạn cảm nhận như thế nào về ý chí và nghị lực của anh chàng Vinh? Bởi vì phẫu thuật thẩm mỹ nó rất là đau đớn. Chị Hương quá rành rồi. Chị Hương quá rành rồi. Chị Hương quá rành rồi. Chị Hương quá rành làm cho tôi thẩm mỹ. Dạ. Tôi xin đánh chấm, tôi không có làm gì trên mặt tôi nha quý vị. Dạ, điện thoại này là 5 năm về trước là cái điện thoại cảm ứng đầu tiên của em xài luôn. Sao em không bỏ đi mà em giữ tới giờ này? Tại sao giữ tới giờ? Dạ, tại vì em muốn giữ nó làm cái kỷ niệm. Nên là cho dù cái điện thoại này nó có bị cong màn hình, nó bị nứt màn hình và nó bị chày ở đằng sau luôn, em cũng không bao giờ em bán hết á. Tại vì em biết em bán ra cũng không ai mua, em giữ lại em làm kỷ niệm. Vậy Nguyên là người chung thủy. Dạ, hay là lại bán không ai mua? Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.